Em thích cạn ai? Thích cô thế. Ai mola chứ. Hả? Đây. Ai chia. Ai không mola không biết. Không muốn cạn thì cứ cạn, không muốn cạn thì đừng có cạn. Mất một cái là bị trừ đó. Harry nghĩ là thêm dù thế nào cũng Harry sẽ bị loại nên không biết là có lỗi tại con. Có thể lỗi cho đội khác. Thật sự là lúc đầu là muốn cản đội đỏ để mất cái thẻ ưu tiên đi. Nhưng mà đội tím thì cũng rất là mạnh. Vậy lắm, cả rau cản xong rồi mai mốt nhìn mặt họ thì cảm thấy nó sao sao. Chung như là mình hại người ta. Không biết phải đây là cuộc thi mà. Nhưng không phải là Harry chọn, mà Harry đối chọn chọn. Thật sự thì không muốn cản ai hết, nhưng mà hai đội này rất là mạnh. Và đội đỏ thì có thẻ ưu tiên nữa, còn đội tím thì rất là đều sức. Thật sự bây giờ là mình cũng không biết cản ai, mà thật sự cũng không muốn cản. Bây giờ bốc thăm may mắn ha. Mình là bốc thăm may mắn, còn họ đối với họ là bốc thăm cái gì? Đi địa ngục à? Sao luôn luôn cái gì chọn là kêu em chọn, mai mốt bị chửi là chỉ có một em bị chửi thôi. Cứ đổi thừa anh chọn thôi. Harry tự nhiên trở thành một người có trách nhiệm là Harry chọn cái người đó. Giống như là Harry, bởi vì sau đó là Harry đâu dám nhìn chỗ bên đội tím đâu. Chỗ nào mà có đội tím là Harry đi đâu mất tiêu. không nhìn mặt họ rồi. Tại vì giống như cảm thấy Harry có tội. Ai chà, đừng ghét tôi nha. Các bạn thích chiến thuật. Ê, xì rồi, hát chị ba la gó. Đi đường này em. Đến giờ này Harry vẫn cảm thấy có lỗi với họ mà cũng không dám nói chuyện gì hết luôn. Hai anh em lội sông sang, nhìn cái bảng rào cản cái, rồi đi về làm U-turn, thế là đi về thôi. Lúc mà thấy có hai gương mặt của mình ở trên cái bảng rào cản thì lúc đấy là... Không phải chạy đến thấy nhưng mà là... Khi mà đi đến mép của con suối đấy và nhìn qua con suối sang đến bên kia bờ và thấy cái bảng rào cản và thấy mặt hai đứa ở trên đấy, thì thật sự đấy là hai anh em nói luôn với nhau là trong cuộc đời chưa bao giờ thấy cái mặt mình mà mình cảm thấy buồn như thế. Từ từ á, mà có sang bên đây trước kìa. Đội tím cũng là một đội có tính cách chơi cũng khá đặc biệt và có một cái sức mạnh về tinh thần cũng như là kỹ năng tốt. Mặc dù bọn mình đánh giá mình là một đội mạnh nhưng bọn mình cái vị trí của mình luôn bấp bênh. Nhưng mà cái điểm mạnh của bọn mình là khi ở vị trí bấp bênh, bọn mình đều vượt qua cái vị trí đó và từ từ vươn dần lên. Mình không phủ nhận là đội tím vẫn có những sai lầm rất là ngớ ngẩn để tuột mất cái lợi thế của đội tím. Nhưng mà ở những cái thời điểm mà rất là bấp bênh, đội tím vẫn biết cách vượt qua cái thời điểm đó và đi lên gây ra sức ép cho những đội ở phía trên. Đây là một cái chặng đua khó, nhưng mà nó sẽ khó đều đối với tất cả mọi người. Và cái chặng đua ở trong rừng này nó sẽ phải cần rất là nhiều thể lực. Mặc dù là mình không phải là một người mà gọi là quá khỏe hay là mình thường xuyên leo núi, nhưng mà mình cũng có một chút tự tin là bản thân đội tím cũng là đội có thể lực và cũng có một số những cái kỹ năng nhất định để có thể vượt qua được những cái trường hợp mà những cái giai đoạn khó khăn có gặp U-turn. Thì nếu như mà mình cố gắng mình làm nhanh thì mình vẫn có thể đuổi kịp được các đội khác. Bởi vì nếu như mà xét về mặt thể lực thì có thể là đội tím vẫn có một chút lợi thế là đồng đều hơn các đội khác. Em ơi, cho anh hỏi là bây giờ chỗ nào lấy nước gần nhất nhỉ? Cái vòi này gần nhất. Bỏ xuống cho nào. Con suối gần nhất Dung ơi, con suối gần nhất Dung ơi. Con suối gần nhất. Con suối gần nhất là ở đâu nhỉ? Bên nữa. Chỗ nào? Em dẫn chỉ ra cái chỗ suối đấy được không? Cái suối nào mà gần đây nhất ấy nhá. Chờ anh một chút, chờ anh một chút. Đi 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 đi.
Đội tím cũng khá may mắn khi mà tiếp xúc được với cả một em nhỏ ở trong bản đò. Và em đó đã dẫn đội tím đi ra một con suối ở gần khu vực mà mình thực hiện thử thách. Nó lúc đấy nó gần chỉ hơn rất là nhiều so với con suối mà mình đi đúng cái đường lớn. Đi đi. Sách như thế rất là mất sức. Lên. Rồi đi. Thẳng. Đây đúng không nhỉ? Đúng rồi, bên này, bên phải. Okay. Cẩn thận với cái lá đấy, sức lắm. Cứ đi đi nha, cứ đi bình thường nhá, cứ đi bình thường nhá. Hạ xuống này. Anh qua cho xem đứa qua nhá, được không? Ừ. Rồi, đưa qua. Gánh này. Rồi, hạ xuống luôn. Bỏ ra đi, bỏ ra đi, bỏ ra bỏ. Để dưới đất lên đi. Này được chưa? Khô mà. Ok. Rồi, tưới 10 cây. Công việc mà đi gánh nước nó cũng không hoàn toàn chỉ là công việc tay chân. Bởi vì nếu như mà mình muốn làm nhanh, mình muốn đi nhanh, mình cũng sẽ cần rất là nhiều kỹ năng. Ví dụ như là lúc đấy, trong cái chặng đấy là có đội Linh Sơn làm cũng làm cái thử thách là gánh nước, thì mình thấy là đội bạn đấy bị đổ nước rất là nhiều và phải là làm đi làm lại. Cái tốc độ của bạn Linh Sơn gánh nước, mặc dù là hai bạn trai có thể đánh giá là khỏe hơn đội tím, nhưng thực tế là mình đánh giá là hai bạn ấy gánh nước không nhanh bằng đội tím. Có thể là họ thiếu một chút cái sự tập trung khi làm việc. Tới từ trên này xuống, anh đừng tới gốc. Ê, mình lấy thêm một cái áo nữa được không? Anh đi qua trước đi. Dừng đây. Dừng đây. Có nước này. Anh là có sting. Quạnh mãi một cảnh không chán. Vinh nhá. Vinh.
Em đứng ra chỗ đi Dung ơi. Đội tím thật sự là cũng cảm thấy là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là mình vẫn còn trên được một đội. Và lúc đó thì thật sự là chỉ có muốn là làm sao mà nhanh nhanh chóng chóng đi ra khỏi cái chỗ đấy để nhận mật thư tiếp theo, để có thể bắt kịp những đội khác thôi. Đi vào trong luôn. Đây này đây. Xong rồi. Hân hạnh tài trợ chương trình này.